Nếu yêu thích chúng tôi, quý vị độc giả có thể ủng hộ bằng cách donate vào số tài khoản trên video này. Chân thành cảm tạ quý vị Mạnh Thường Quân. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Bạch Ngọc Sách. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn chương 1238 Kiếm Trấn Phán Quan, bộ truyện Phàm Nhân Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ. Dịch, độc hành, Nguồn Bạch Ngọc Sách Qua sự trình bày của giọng đọc Mèo Bụng Phệ Xin mời các bạn cùng lắng nghe Đối mặt với cái lưỡi dài phán quan phóng đến chán Thời gian phát tắc trong cơ thể hàn lập vận chuyển Thân hình bỗng nhiên lóe lên Hiểm hiểm tránh thoát Trong lúc vội vàng Hắn vẫn chú ý tới Trên cái lưỡi dài màu đỏ tươi kia Lại không thấy phù văn lôi điện Rống Đúng lúc này, trong miệng đề hồn phát ra từng tiếng hét to, lưng đột nhiên cong lên, mũi nhọn trên lưng lập lòe bạch quang kịch liệt, không ngừng ép thẳng tới bức tường ánh sáng màu máu, va chạm đến tầng tầng vỡ nát. Nhưng mà trong tinh quang màu máu vỡ vụn ra kia, chợt có mảng lớn kim quang thoáng hiện, lập tức vang lên những âm thanh kịch liệt như sấm sét. Ầm ầm hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm được lôi điện màu vàng quấn quanh, bỗng nhiên từ trong huyết quang bay xuống, hợp với nhau thành một pháp trận màu vàng, hiểm hiểm tránh thoát chấn áp của đề hồn, một lần nữa ép xuống. Từng đạo kim lôi như nước sôi quay cuồng bốn phía trên lưng đề hồn, thanh thế rung trời. Trên thanh trúc phong vân kiếm có thần lôi, vốn có uy năng áp chế âm hồn, cũng chính là khắc chế đề hồn sau khi vạn đạo kim lôi đánh tới trên lưng đề hồn biến thành một mạch máu thịt bè bét hàn lập thấy một màn này vội muốn rách cả mí mắt tay kết kiếm quyết lấy tâm thần liên hệ triệu hoán phi kiếm những thanh trúc phong vấn kiếm kia lập tức rung mạnh không thôi dãy dụa muốn bay trở về bên người hàn lập nhưng trên đó quanh quẩn huyết quang căn bản không thể tự chủ phi hành thấy phi kiếm sắp theo chiếc giày phán quan rơi xuống. Trong miệng hàn lập phát ra một tiếng quát lớn, cắn đầu lưỡi, phun một cái lên thanh trúc phong vân kiếm trong tay. Lại ngưng thần gọi một tiếng. Xì xì xì, một trận cuồng minh. Hơn 10 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bị quỷ linh tử khống chế kia. Từng thanh lập tức rung động không thôi. Toàn bộ tránh thoát khống chế bay ngược trở về không có thần lôi áp chế áp lực trên lưng đề hồn buông lọc thân hình lập tức co rụt lại biến về hình người vọt tới trước tránh thoát giày phán quan đè xuống đầu chạy tới bên cạnh người hàn lập quỷ đạo chi thuật của gia hỏa này hoàn toàn khác biệt với người khác trong âm sát của hắn dường như tu luyện ra một loại công chính chi khí phản phát quy chân có thể từ âm chuyển dương từ tà nhập chính khả năng ta áp chế hắn cũng không lớn. Đề hồn kịch liệt ở dốc một lát, không quên báo những tin tức thu được cho Hàn Lập biết. Ngươi không sao chứ? Trước đó không để ngươi ra, chính là lo lắng điểm này. Xem ra gia hỏa này có thể đứng đầu tứ đại thánh sứ, không phải là không có đạo lý. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt nói. Gia hỏa như phán quan trước mắt này đến cùng là thứ gì? Chúng ta đánh nửa ngày còn chưa ra tay với chính chủ. Thực sự có chút uất ức à? Đề hồn lắc đầu, biểu thị chính mình không sao. Ai nói không có? Hàn lập nhíu mày, hỏi ngược lại. Đề hồn nghe vậy nghi hoặc một chút, không hiểu nhìn về phía hàn lập. Ngươi nói, phán quan này chính là quỷ linh tử. Làm nhà một bên ngược lại nghe rõ, mở miệng hỏi. Còn không đợi Hàn Lập trả lời, trên bầu trời lại trở nên u ám, phán quan kia lại một lần nữa nhấc chân đạp xuống bọn hắn. Cùng lúc đó, lưỡi dài trong miệng cũng ở giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, từ chung quanh lượn tới, ngăn trở đường lui của bọn hắn. Làm nhàn, hay ta ngăn trở cái lưỡi dài kia một lát. Hàn Lập quát lớn một tiếng, làm nhàn nghe vậy, cổ tay chuyển một cái, trong bàn tay lóe lên quang mang hiện ra một túi vải màu xanh lam có thêu đồ văn sóng nước hàn lập chỉ liếc qua liền nhận ra ngay đó chính là thứ mà trước đó huynh muội họ lam lấy được ở trong tuế nguyệt tháp chỉ thấy trong miệng nàng ngâm khẽ một trận đưa tay điểm một cái lên chiếc túi trên túi vải màu xanh lam đồ văn sóng nước lập tức quang mang đại phóng từng trận thanh âm thủy triều phun trào từ trong túi vải chuyển ra. Ngay sau đó, chỉ thấy miệng túi vải màu xanh lam đột nhiên mở ra. Tám đầu thủy long màu lam dài chừng 10 trượng đột nhiên vọt tới, phóng tới cái lưỡi dài màu đỏ tươi kia. Lúc tới gần, vang lên từng hồi thanh âm ầm ầm không ngừng rung động. Trên thân tám đầu thủy long đại phóng lôi quang, vô số thủy lôi màu lam tuôn trào ra, không ngừng oanh kích vào cái lưỡi dài trong đó kích xạ ra lôi điện quấn quanh cái lưỡi hàn lập thấy cảnh này ánh mắt hơi lóe lên còn nhớ kỹ lúc trước ngũ hành yên không đại trận hình thành kể cả hỏa châu màu trắng đại kiếm màu vàng và túi vải màu xanh lam năm kiện tiên khí đều bị đại trận hút trở về về sau đại trận sụp đổ tinh viêm hỏa điều lấy lại được hỏa châu màu trắng không ngờ Vậy mà Lam Nhan cũng thu hồi được túi vải màu xanh này. So sánh với lúc ở Tuế Nguyệt Tháp, Tù vi Lam Nhan rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Sử dụng tiên khí này càng thuần thục hơn. Mặc dù vẫn không thể thi triển ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng ngăn cản công kích của cái lưỡi dài cũng đủ. Chỉ thấy, cái roi lưỡi bị Thủy Long lôi điện đánh đập một trận, lập tức không chống đỡ nổi, co rụt quấn lên một cái định thu hồi vào trong miệng. Làm nhàn lại không buông tha, một tay cầm túi vải màu xanh lam, một tay dương lên trên. Tám con thủy long lập tức quấn quanh roi lưỡi, cùng trèo thẳng vào, xông về phía phán quan. Một bên khác, chiếc giày phán quan với khí thế lôi đỉnh vạn quân, dẫm xuống đầu cả bọn. Trong miệng hàn lập thét một tiếng, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể, điên cuồng vận chuyển chân linh huyết mạch đồng thời điều động thân hình lập tức tăng vọt trăm trượng hóa thành ma thần ba đầu sáu tay hai chân hắn đạp đất thân hình không những không tránh né ngược lại phóng lên tận trời bay thẳng về phía chân phán quan hai cánh tay cự viên quấn quanh tầng tầng cương khí màu trắng oanh kích tới chiếc giày phán quan ầm một tiếng lớn vang lên một vòng khí kình cuồng bạo từ trên khung trung bạo phát ra Thân hình hàn lập rơi thẳng xuống Đâm vào lòng đất Mà trên bầu trời Chiếc giày lớn bị một quyền đánh bật lên Làm thân hình to lớn của phán quan Cũng nghiêng về sau một cái Ngã xuống dưới Cùng lúc đó Làm nhàn khống chế tám con thủy long cũng nổi lên Thuận theo cái lưỡi dài bay thẳng đến đầu phán quan Âm 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 thanh lôi điện vang lên kịch liệt Tám con thủy long tới gần đầu phán quan Đồng thời nổ tung làm vương miện trên đỉnh đầu bay đi phân nửa. Không đợi phán quan một lần nữa đứng vững, một tầng hào quang màu vàng trùm tới, hóa thành một màn sáng hình cầu, cấp tốc khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Vù! Một dãy núi uốn lượn từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng tới đầu lâu phán quan. Một dòng sông màu vàng óng chảy qua bỗng nhiên vặn vẹo, như một cái đai lưng màu vàng trong chớp mắt quấn quanh người gã. Vừa rồi ác quỷ phán quan còn uy phong lẫm liệt Giờ bị thời gian pháp tắc ép lên thân Quanh thân lượn lở kim quang đông cứng ở nguyên địa Động tác trở nên trì trệ Các người hãy rời xa bên này Không nên tới gần Hàn lập quát lớn một tiếng Đề hồn và lam nhan nghe vậy Không trần chờ chút nào Nhao nhao lùi nhanh lại phía sau Chỉ thấy sau lưng hàn lập Treo lơ lửng một vầng trăng Tròn sáng trong hắn lăng không bay lên giữa không trung hai tay bấm pháp quyết đột nhiên vẫy một cái 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ở giữa không trung hú lên một trận tranh 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 tất cả đều bắn ra như bài binh bố trận đồng thời rơi vào quanh thân gã điện quang màu vàng quấn quanh tất cả mũi kiếm chuôi kiếm hướng xuống mũi kiếm trực chỉ thương khung phập phồng lên xuống giống như hô hấp không ngừng phát ra từng đợt tiếng rung nho nhỏ đợi tất cả phi kiếm ổn định vị trí một cỗ ba động linh lực kỳ dị từ trên đó truyền ra tựa như thiên địa nguyên khí bốn phía trong nháy mắt đều liên kết với những phi kiếm này tự hành ngưng tụ thành một tiểu thiên địa mà theo kiếm trận ngưng kết thành không khí trong khu vực này đột nhiên chuyển biến dâng lên một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt trong đó thỉnh thoảng lại có điện quang màu vàng chớp động nhìn tựa như ngưng tụ thành một đoàn lôi vân màu vàng nhạt. Đây là thông thiên kiếm trận. Làm nhàn thấy một màn này, ẩn sắc biến đổi. Năm đó cùng huynh trưởng xâm nhập tuế nguyệt tháp, nàng đã từng tận mắt chứng kiến tòa thông thiên kiếm trận bố trí ở trong tháp kia. Mặc dù có chút khác biệt với bố trí của hàn lập ở trước mắt, nhưng loại khí thế ngăn cách thiên địa không mảy may khác biệt. Thậm chí, loại khí thế bàng bạc trong kiếm trận này càng làm nàng cảm thấy tim đập nhanh hơn, có cảm giác hít thở không thông. Nàng vô thức lùi ra phía sau, mới thoáng dễ chịu hơn một chút. Mà lúc này, ác quỷ phán quan bị bọn hắn nhiễu loạn cũng một lần nữa đứng vững thân hình. Trên khuôn mặt có chút đờ đẫn kia vẫn không có chút biểu tình gì. Chỉ là hai mắt ngăn sau rẻm châu kia lại rõ ràng sinh ra vẻ tức giận. Quanh thân gã đại phóng hồng quang, hỗn hợp cùng chỗ với kim quang trói buộc quanh thân, đồng thời tay phải vung lên. Đại bút màu son trong tay lập tức chuyển động giữa không trung, chỉ là bị thời gian pháp tắc chi lực xung quanh ảnh hưởng. Động tác của gã có vẻ chậm chạp. Lúc bút pháp di động, trong hư không bắt đầu xuất hiện từng đoàn phù văn cổ triện màu đỏ như máu, tạo thành từng văn tự cổ xưa tối nghĩa khó hiểu. Mà theo mỗi đoàn văn tự hiển hiện, hiện hư không sau đó kịch liệt chấn động phảng phất như kinh lôi nổ vang bốn phía trong không gian màu đỏ như máu truyền ra từng đợt thanh âm quỷ khóc làm lòng người run lên quả nhiên là bút lạc mưa gió kinh sách thành vạn quỷ khóc mà theo gã không ngừng huy động từng đoàn từng đoàn phù tự xuất hiện một cuốn sách cổ tàn thiên hiện ra ở trên trời cao theo tàn thiên văn tự phong cách cổ xưa càng ngày càng nhiều uy áp ẩn chứa trong đó càng ngày càng thịnh tiếng quỷ khóc bốn phía đã che lại kinh lôi nghe được mà tâm thần lam nhan rung động sắc mặt trở nên trắng bệch đề hồn mặc dù không đến mức như vậy nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu gì nàng thậm chí cảm thấy trong cuốn sách cổ màu máu này ẩn ẩn có một cỗ đại đạo áp chế làm rung chuyển nguyên thần Ngày lúc cuốn sách cục kia sắp hoàn thành, chỗ hàn lập bố trí kiếm trận cũng rốt cục xảy ra biến hóa. Thanh âm đôm đốp vang lên, chỉ thấy trong hư không bốn phía điện quang màu vàng không ngừng nổ tung. Điện quang trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại phóng, mặt ngoài tỏa ra kim quang lóa mắt, hóa thành 36 đạo lôi trụ màu vàng tráng kiện bay thẳng tới cửu thiên. Từng đạo kiếm khí Quấn theo lôi điện màu vàng trùng thiên, từ trên đó nổi lên. Chỉ một thoáng, thanh âm kiếm rít vang rèn. Vô số kiếm khí dày đặc nở rộ ra, chiếu đầy hư không. Sau một khắc, hư không bốn phía ác quỷ phán quan nổi lên ba động. Những kiếm khí màu vàng kia nương theo kim lôi cường đại. Từng tầng, từng tầng tuân trào ra, điên cuồng chém tới gã. các bạn vừa lắng nghe chương 1238 bộ truyện phàm nhân tiên giới thiên bản dịch bạch ngọc sách qua sự trình bày của giọng đọc mèo bụng phệ diễn biến chuyện tiếp theo ra sao xin mời các bạn tiếp tục theo dõi kênh youtube bạch ngọc sách để lắng nghe